Chào mừng tất cả các bạn đến với kênh quay thử xổ số miền Nam thứ 6 ngày 28 tháng 6 năm 2024. Thứ 6 ngày hôm nay gồm có 3 đài Vĩnh Long, Bình Dương, Trà Vinh, giải 8 Vĩnh Long 47, giải 8 Bình Dương 66, giải 8 Trà Vinh 50, còn có các giải 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 và giải đặc biệt. Chúc tất cả các bạn có một ngày mới vui vẻ, hạnh phúc, gặp nhiều may mắn, phát tài, phát lộc, đại phú, đại quý, vạn sự như ý. Chọn cho mình những con số may mắn nhất trong ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở video kế tiếp.